Tài xế phi tang xác nữ giám thị 9X xin tha tội chết. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã chuyển đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Tiến, 27 tuổi, nghi phạm bị kết án tử hình về 3 tội, giết người, cướp tài sản và dâm ô đối với trẻ em, lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. Theo lãnh đạo Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh, Tiến cho rằng hình phạt nặng nên mong được tha tội chết. Theo cáo trạng, khoảng 19h45 phút ngày 3 tháng 7 năm 2016, Tiến lái taxi chở chị Phạm Thị Oanh, giám thị coi thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Hà Tĩnh, tới một nhà thờ ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. 21 giờ cùng ngày, Tiến chở chị Oanh vào nhà cậu học trò rồi đưa về. Biết khách từ nơi khác đến, Tiến không điều khiển xe theo đường cũ mà đi lòng vòng. Đến đoạn đồng vắng ở xã Thạch Trung, Tiến dừng xe, chốt cửa, đe dọa bắt trả thêm tiền nếu không sẽ giết. Khi chị Oanh vùng vẫy cố thoát khỏi xe, Tiến đã bóp cổ gây trọng tội. Anh ta lái xe tới cầu Sú, huyện Thạch Hà, ném xác xuống sông. Tiến lục túi sách của chị Oanh lấy 250.000 đồng, vứt tư trang phi tang dọc đường. Hai ngày sau khi gây án, Tiến bị cảnh sát bắt. Từ lời khai của anh ta, nhà chức trách tìm thấy thi thể của nữ giám thị. Quá trình lấy lời khai, cảnh sát phát hiện ngày 2 tháng 6 năm 2016, khi chở bé gái 11 tuổi từ thành phố Hà Tĩnh tới xã Thạch Khê, Thạch Hà, Tiến đã có hành vi sàm sỡ. Bị cô bé phản ứng, Tiến dừng hành vi đổi bại và tiếp tục hành trình. Sau hôm đó, nạn nhân 11 tuổi bị chấn động tâm lý. Trong phiên sơ thẩm ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh đã tuyên phạt Tiến án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản và 18 tháng tù do dâm ô đối với trẻ em. Tổng hình phạt chung là tử hình. We'll be right back.